Rồi, hết cô Đồng Tháp kính chào tất cả các anh em nha. Thì bữa nay mình đi vợt chim tiếp nha anh em. Nay mình đi vợt chim của mình nay song long là có con 80, có con 90, 100 hết rồi nha anh em. Nên mình đi vợt lại lần nữa ha. Để cho em nó đủ lửa ra là mình đi săn đầu đen nha anh em. Giờ mình cũng đi săn đầu đen nhưng mà ở đây là chim chưa có lên đầu ha. Ở đây để mình quay chim cho anh em xem nha. Chúc sức khỏe anh em trước nha. Quay cho anh em xem ha. Con này là song long 90% rồi nha anh em. Em này là 90% nè. Còn em này là đầu đen nha anh em. Con này thì lần đầu tiên ra lập nha anh em. Nè. Lần đầu tiên em nó ra lập luôn á. Mình treo ở trong kẹt nè anh em. Đó, đấu với bỏi. Thấy em nó chơi cũng mạnh nè. Lần đầu tiên em nó ra lập. Con này thì song long mới có 80% nha anh em. Mới có 80% à. Long đầu nó còn đang đâm ha. Chim còn nhát dữ lắm nha. Để mình ra cho nó bổi rớt xuống thử cái quặng đá coi coi thái độ em nó sao. Con này thì mình vô lửa nha anh em, chứ không phải đi giặt ha. Con này thì mình vô lửa nha. Con này thì 90% lửa rồi. Ủa, 90% lông rồi. Em này thì mình vô lửa. Giờ chim bày. Còn em này thì mới ra lập lần đầu tiên. Còn ngon trên xe thì cũng mới ra lập lần đầu tiên luôn. Chim chiền mới lên ha. Nhưng mình chưa có treo. Còn để đó. Bổi thì chưa xuống nha anh em. Rồi, để mình tắt máy một cái rồi mình treo cái con chiền ra tại đây chim bày nha anh em. Có 2-3 con trống nè chứ mấy con máy chim bày. Để mình đem con chiền ra mình thử nó luôn nha anh em. Chim chơi về là thấy ok nha anh em. Có dính bổi thì nó có cắn cạp gì thì mình quay tiếp cho anh em xem ha. Còn giờ để mình móc con chiền ra nha anh em. Con này thì mới ra lập lần đầu tiên. Anh em xem kênh thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha. Cho anh em xem cái con bổi này nha. Cái nết thì đóng lạnh cái nết luôn nè. Ở bãi đá đâu luôn. Chưa biết là chì xẹt hay là già nha anh em. Cái nết dữ lắm cái nết. Ở trên đầu nè. Ủa đá kìa. Đang nắng ngon quá tự nhiên ui luôn. Đây là trồng dây sâm hết hồn dây sâm anh em. Người ta bỏ à. Già quá già. Không ai uống. Dây sâm nè. Chín chục trăm lông rồi mày còn chơi yếu quá.
lẹ luôn mà nó nết thì ghê cái nết. Máng lên cây là dính nó liền. Thấy ghê không? Chì xẹt sao? Tụi giờ nữa đó. Thấy ghê cái nát này thì sẹt quỷ giờ này phải nắng nữa. Trời ơi, chui cầu nữa. Lao chui cầu vậy cái bay lên đó kìa, bay đi luôn. Gai cái tiếng nào. Còn xanh lè xanh lét luôn á.
mồi khùng tự nhiên đi ve máy hút gió. Tám phút rồi đó. Trời ơi. Đưa lên cây bắt nó nha anh em, treo cái thế này khó quá. Rồi mình máng lên cái cây đó nha anh em. Để bắt thử con dê này xuống con chuyện sẹt thì nha anh em. Đấu thấy ghê cái giọng thôi. Mày chạy. Rồi sao không cắn mày? Lấy mỏi xuống nghe này mày. Dính mà nó còn đấu luôn trên lập rồi. Anh em chuyền sạc nha, tôi còn xin lại à. Bắt chim ra cái nè anh em, trời trời cái nết chim chiền nè, đang ngã màu nè, ức đâm lông đen rồi nè anh em thấy cái ức không nè, đâm cộng lông đen rồi nè, trời trời cái nết ớn nè. Rồi mới dính con chống con nha anh em, ngồi ngoài đó nắng quá mình không có ngồi ở đó, ngồi lúc đây dính nè. Anh quay cho anh em coi. Mới chỗ giọng nghe anh em. Này chấm con nè. Mới chỗ giọng nha. Mà dám bài đá với cái con mồi lần đầu tiên vô lập của mình á. Mình treo lúc lần đó đó anh em, nắng quá không có ngồi lần đó quay được. Ngồi lúc lần đây quay thì đâu thấy. Chấm con nha. Mới chỗ giọng. Nè cho anh em xem con chèn này nó hót nè. Trời
đây không biết dám đá không à. Đi rồi à. Trống con à. Rồi rút lên. Máy, máy tờ, máy con chứ không phải trống. Đầu lúc cho anh chơi xuống anh em. Trời ơi, chim cái giọng. Đó, hai. Chiền. Máy cái hút gió thì ghé không? Trời ơi, con khác lại đá nữa. Con cha nó hay gì á. Rồi, đổi giọng luôn. Đổi giọng như ghê trời. Trống mà nó kêu cái giọng giống như con máy đá nè anh em nè, nó ru nè. Con này con bổi này mà nếu mà thành con chim mồi rồi đi bắt bổi thì thôi vô địch, nếu mà nó kêu cái tiếng như vậy. Chim trống mà nó ra nó gu cái tiếng máy nè anh em. Trời ơi, nó đưa cái bụng lên vậy mà nó đá. Trống mà nó gu. Con này mà nuôi lên thành mồi đi bắt bỏ là vô địch.
dính 5 màu luôn nè. Hai 5 màu đậu hai bên trời ơi. Con quỷ nằm màu đứng à. Quỷ nằm màu đứng đó họ làm cho sập đi ông nội. Quá ghê không? Làm cầu nhảy là dính 5 màu đó. Kêu thích ghê đi trời. Cắn 5 màu lâu dữ luôn. Quá. Làm cậu nhẹ là dính 5 màu đó rồi đó. Quỷ nằm màu này. Hết sức khoa. Gỡ nằm màu các anh em ơi. Giờ mình chéo lên trên nha anh em. Xác định bắt con mỏi này nha. Clip này dài à, nãy như 8 phút, 7-8 phút vậy.
tiêu rồi. Clip này dài quá để dính là mình quay cho anh em coi nha. Bỏ này đá ấy quá. Không bỏ này nó quá hay, mình xác định là hạ thổ bắt nó nha anh em.
tôi bỏ vô vậy? Đi nè mẹ đốt. Thôi thôi, không có để đi. Mấy con này chim này quá hay rồi, cố bắt thịt chim này mới được. Này anh em hay là hai cha con đây, quá hay thịt chim này rồi, xác định lên cây.
quá hay. Bổi này quá hay anh em ơi. Giờ lên cây rồi nha. Xác định bắt cặp bổi này mới được. Để dính chim mình quay cho anh em xem nha. Quá lâu rồi. Dính rồi nha anh em. Chim ngã màu rồi. Để bắt chim cho anh em xem nha. Chuyền này muốn cứng rồi nha anh em. Chim ngã màu luôn rồi. Trời ơi trời, khỏi vàng cặp này rồi. Để mình bắt luôn con chim, bắt con kia xuống mới biết là anh em hay là cha con nha anh em. Hay dữ lắm hay nha. Cặp này được khỏi vàng rồi. Để treo lên bắt con chim kia luôn. Đây cũng con chiền nữa anh em nè. Mà con chiền này nó chơi nha, không đã anh em, dính thả nha. Còn dính thôi để vô lửa chim mà, để cho nó đấu chơi. Kêu cũng được nhưng mà không hay. Đây con chim máy hay quá hay mà. Mà mình đi mình không có đem máy anh em. Chim máy siêu kích chấm luôn. Máy quá hay. Cái này chạy thẳng ra lậu phải không anh? Dạ. Trời dạ. Rồi nó đá. Cũng bỏ rớt vô không cắn à, trèo lên cắn lứ không. Chim khùng. Thank you.
bên kia. Trời ơi, chim đá hết chuyện, nhảy lên dây điện sập luôn cái lập. Dương lập lại anh em ơi. Dương lập lại rồi đó. Gió tròn chìm tao bắt trước về máy đây.
Rồi cho đấu nhiều thôi anh em ơi. Bỏ này nó không hay đâu, bắt cũng thả nha anh em. Chim mình ngoài nắng hóc rồi. Trời ơi, chiền xanh, hàng khủng nè. Ôi giời, con máy nó kêu ốc cục nổi ngậu này, đem máy mồi theo lụm đầu nó, máy quá hay. Trời ơi, vậy mà đáp lọt cầu không ơi. Trời ơi, treo cánh lụp nó lên sụp rồi nào, không hay trời. Dính anh em. Trời ơi, con chèn. Dạ. Để lấy chim cho anh em coi nha. Dòng chim ở đây là nuôi là bao anh em 100% lên đầu hết nha anh em. Này ha anh em ha. Chấm bi nè. Chấm rồi nha anh em. Anh em thấy không? Rồi cái nết khổ các bạn. Rồi kết thúc video đây nha anh em. Anh em nào xem kênh thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha.